Trong những năm qua, phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em luôn là hoạt động được các cấp ngành địa phương quan tâm. Tại Hải Phòng, các hoạt động này đã được triển khai một cách sôi nổi và sâu rộng. Giải bơi thiếu niên nhi đồng và bơi cứu đuối phòng chống tai nạn thương tích trẻ em thành phố được tổ chức thường niên là một hoạt động như thế. Đã từ lâu, giải bơi thiếu niên nhi đồng và bơi cứu đuối phòng chống tai nạn thương tích trẻ em thành phố luôn thu hút sự quan tâm của không chỉ trẻ em trong thành phố mà còn của đông đảo các bậc phụ huynh. Tham dự giải năm nay có gần 200 vận động viên đại diện cho 20 đơn vị địa phương, câu lạc bộ bơi trên địa bàn thành phố tham gia tranh tài tại hơn 40 bộ huy chương dành cho các lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Đây là giải đấu do Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Thể thao dưới nước thành phố tổ chức, nhằm tạo ra sân chơi cho các em trong độ tuổi thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố có điều kiện thi đấu cọ sát và hiểu được tầm quan trọng của bơi cứu đuối phòng chống tai nạn thương tích. Thành phố chúng ta tổ chức được một cái hoạt động như thế này hàng năm và duy trì được nó bao nhiêu năm nay thì rất là tốt. Bản thân tôi là một phụ huynh có con đã dự cuộc thi này, đã tham gia cuộc thi này từ những năm 2014 đến nay. Và tôi thấy rằng rất là bổ ích và ý nghĩa. Hàng năm thì chúng tôi đều cho con sau khi nghỉ hè thì cho con tập luyện và thi đấu. Nó rất là vui và đồng thời cũng mang lại rất là nhiều điều. Bên cạnh các nội dung thi đấu cá nhân và đồng đội hấp dẫn, thì một nội dung rất được quan tâm là bơi cứu đuối nhằm trang bị kiến thức cứu đuối cho các em học sinh, qua đó thúc đẩy phong trào tập luyện bơi trên địa bàn thành phố. Cũng từ giải đấu thường niên này đã góp phần tuyển chọn nhiều vận động viên bơi chất lượng cho đoàn thể thao thành phố tham dự tại các giải đấu quốc gia và gặt hái được thành tích tốt. Thấy giải nó rất là có ý nghĩa và bổ ích giúp cho các em thiếu nhi đồng và tầm tuổi như cháu, giúp chúng ta biết bơi phòng chống tai nạn đuối nước, giảm nguy cơ trẻ tử vong đuối nước. Con mong muốn là giải đấu này được duy trì hàng năm hơn và các em lứa sau sẽ phát triển hơn. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi hấp dẫn ở hơn 40 nội dung thi đấu, câu lạc bộ Hồ Sen với lực lượng đồng đều đã xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn. Xếp tiếp sau lần lượt là đơn vị Thủy Nguyên và quận Lê Chân. Giải bơi thiếu niên nhi đồng và bơi cứu đuối phòng chống tai nạn thương tích trẻ em thành phố đã diễn ra thành công, để lại những ấn tượng tốt đẹp cho một giải thi đấu thể thao ý nghĩa.